Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì sau 2 lần bị trì hoãn bởi cái dịch virus corona thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ từ Hàn Quốc quay trở lại Việt Nam vào ngày 23 tháng 2 để chuẩn bị cho công việc cùng đội tuyển Việt Nam. Nhưng liệu là ông có bị cách ly sau khi mà đã từ Hàn Quốc trở về Việt Nam? Như các bạn cũng biết là Hàn Quốc đã xuất hiện những cái ca nhiễm virus corona và nó có chiều hướng lây lan thêm nữa. Vì thế là cái việc mà có hay không việc cách ly thầy Park Hang-seo chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Và như các bạn cũng đã biết là trước đó thầy Park phải liên tục đổi ngày để trở lại Việt Nam. Ban đầu là ngày 15 tháng 2 và sau đó là ngày 20 tháng 2. Và lý do khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc này chưa thể sang Việt Nam là vì lo ngại cái dịch virus corona khi mà nó có diễn biến rất là phức tạp. Cũng vì đại dịch này mà nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam và ngược lại đã được thông báo là tạm hoãn. Theo thông báo từ KCDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Hàn Quốc, vào sáng ngày 21 tháng 2 thì Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì Hàn Quốc có 100 người đã nhiễm virus corona, trở thành quốc gia có ca nhiễm nhiều thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Chính vì thế là một câu hỏi được nhiều người quan tâm, đó là liệu huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam từ đất nước có nhiều người nhiễm virus corona như vậy có phải cách ly hay không? Chưa kể được trước đó ông cùng gia đình đã đi du lịch sang Nhật Bản, đất nước cũng đang có dịch và đã có 3 người chết vì virus này. Một quan chức VFF cho hay là việc này giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo chưa có trao đổi cụ thể. Tuy nhiên thì chắc chắn trước khi trở về Việt Nam thì ông Park sẽ được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Còn khi thầy Park có mặt ở Việt Nam thì thầy Park cũng được kiểm tra một lần nữa về sức khỏe. Tại Việt Nam thì thầy Park được cấp xe riêng, có nhà riêng tại khu chuyên gia và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF. Trong lần trở lại Việt Nam này thì gần nhất sau Tết Nguyên Đán, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đeo khẩu trang, kính mít và hạn chế tối đa tiếp xúc với báo chí và người lạ. Liên quan đến việc nhiều chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc bị hoãn do virus corona thì đại diện VFF cho biết là đến thời điểm này huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có một thông báo mới nào, đồng nghĩa với việc là kế hoạch trở lại Việt Nam không có gì thay đổi. Trước đó thì trợ lý Lee Jong-jin cùng một số trợ lý của ông Park đã có mặt tại Việt Nam. Họ cũng đã cùng nhau tới sân bay của câu lạc bộ Hà Nội trong buổi chiều ngày 20 tháng 2. Và ngay sau khi trở lại Việt Nam thì thầy Park đã có một cuộc làm việc với VFF về kế hoạch trong năm 2020, dự kiến là ngày 25 tháng 2 và trước mắt là 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, lần lượt là Malaysia vào ngày 31 tháng 3, Indonesia vào ngày 4 tháng 6 và UAE vào ngày 9 tháng 6. Hiện tại thì thầy Park Hang-seo đã có 11 điểm tạm dẫn đầu bảng G với 5 lượt trận. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết là dịch virus corona ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị cho đội tuyển cho 3 trận đấu nói trên. Trong kế hoạch tổ chức trận đấu giao hữu của thầy trò Park Hang-seo để cọ sát. Sau khi Iraq xin hủy giao hữu ngày 26 tháng 3 thì VFF phải mời quân xanh mới là Kyrgyzstan thay thế. Và cho tới thời điểm này thì chưa có ai biết diễn biến của dịch sẽ như thế nào. Vì thế đòi hỏi phương án chuẩn bị phải chủ động hơn. VFF và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia phải tính toán kỹ hơn hướng đến kết quả tích cực nhất ở 3 trận cuối vòng loại 2. Ông Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ như vậy. Và video thông tin nhanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu có tiếp tục có thông tin gì mới mình sẽ tiếp tục cập nhật nhanh cho các bạn xem trong các video sau.